Đó đến với trận đấu này thôi. Đây là Maxe cho cầu thủ 97 một thế bài ở trong cánh và quả đầu thế luôn. Cộng với đó là hai cây gỗ 75 gần nhà. Đến đất xanh mượt gần góc 12 giờ để cầu thủ 97 quả đầu bay. Rất tuyệt vời. Chúng ta có màn máy của game thủ Anh Huy với bàn đấu cầm Samaria trong cánh. Ồ, sắp xếp là hơi tù anh em ạ. Max Sam trong cánh đẩy hai AC ra đầu cánh, khó chịu chứ nhở? Hai con AC rồi mà lại để hai AC ra đầu cánh. Chà. Như vậy quả đầu đang có đó chính là 6 cây nhà cho Asus TV. Và đấu được cầm Samaria. Sẽ trận này sẽ chuyển sang lấy 1-3 để mong muốn có thể đánh chém nhưng mà này thì bài đấu của sẽ đang có quả đầu 7 đấy rồi. ACDA đầu cánh của cái thủ chuyền bệnh, nói chung là bệnh sẽ dâng lên chém với chim sẻ, anh em đi cùng nhau. Và quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm tra lại góc 12 giờ với cả góc 3 giờ để xem có kèm xăm vào trong trận đấu này hay không. Cũng như hôm qua tôi đánh ông hưởng ông lòi ra trong 3 giờ ông đập với bốp cái quả bóng BS của tôi, đau quá. Mất luôn bóng BS anh em ạ. Thua cả trận luôn. Anh trận đấy không chém được hưởng. Nhưng mà đi giao đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ với bài đấu được cầm với CDN này. Và anh em hãy nhớ là vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giải đấu AOE Star League 2022. Một giải đấu có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây của cộng đồng AOE Việt Nam. Và giải đấu lần này thì được chỉ studio tổ chức với tổng diện tích là con số đó chính là 400 triệu Việt Nam đồng. Các trận thi đấu của giải đấu này sẽ diễn ra vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần và team FPS sẽ mặc định đánh vào thứ sáu hàng tuần. Thì ngày mai FPS sẽ có những trận đấu như sau. Giải Star League vào lúc 14 giờ chiều mai thì Mạnh Hà sẽ đối đầu với game thủ Long Lê. Ngày mai ta sẽ đối đầu với Thái Bình em nhé. Và lúc 14 giờ chiều mai thì Anh Huy sẽ đối đầu Hồng Anh. Và lúc 16 giờ chiều mai thì Mạnh Hà sẽ đối đầu với Kamachi nữa. Và lúc 16 giờ chiều mai thì Nam Sông Kiều đối đầu với Hồng Anh. Và tối mai thì Sẻ sẽ đối đầu với game thủ Long Lê và 21 giờ thì Sẻ sẽ đối đầu với Kamachi. Trong giải đấu này thì chúng ta sẽ đối đầu với team Thái Bình vào ngày mai. Sẽ có 3 nội dung thi đấu trong giải đấu này, nhưng trước mắt thì hai tuần đầu thì team FS sẽ đánh ở thể thức solo trước. Sáng mai chúng ta có một kèo 22 nội bộ của Chuyên Mệnh và Anh Huy đối đầu với Tễu và Nam. Ngày mai thì mình sẽ bình luận trên fanpage của game thủ Nam Sông Kiêu vào sáng ngày mai. Sáng mai bình luận này, 2 giờ chiều mai bình luận và 4 giờ chiều mai bình luận tiếp. Ok, đó là những bình luận ngày mai của mình. Cảm ơn anh Hoàng Vũ đã gửi sẻ 100 sao nhá. Bạn này của sẻ thì đang có 7 hiệu đầu đưa về rồi. Tếu đang hỏi là ngày mai giúp AC hay là random nhỉ anh? AC. Và như vậy là sáng mai đánh AC anh em nhá. Rồi, 7 hiệu được đưa về. Hai ông đánh AC cứ ngồi chửi, thua liềng xiềng nhé. Ông bảo thế để hôm nào xúc lại kèo này anh nhé. Có nhiều rồi. Sẻ chưa đồ và được mệnh đường cho bỏ quả giữa nhà. Đâu không đi sang mặt kia mới biết được. Đúng rồi, đúng là mặt giống đấy rồi. Chứ còn gì nữa. Đấy, Ken nghe và đi xem có bóng chưa. Ken nghe đấy, đúng rồi. Và như vậy là con thứ 3 được chuyên mệnh đưa về. Lấy đâu ra lắm quả thế. Anh em hệ bú quả. Chỗ nào? 29 đúng không? Như vậy là có 3 voi quả phụ cho chuyên mệnh ở trong trận đấu này. Với bài đấu được cầm con Maxe trên góc 12 giờ. Chúng ta có mặt máy của game thủ Mạnh Hào bài AC. Có quả phụ, có voi về, có heal. Và một thế bài mà Mạnh Hào bảo về là không có kẹp xăm. Khi anh đợi sẽ đầu các 3 giờ không thấy người rồi. Vậy em sẽ không kẹp xăm vào trận đấu này nhá. Bây giờ mà có kẹp xăm nữa thì chịu. Chạy vòng tròn thì không thấy người rồi. Đây là chiếc bé tiếp theo để khai thác gỗ đến từ Mạnh Hào. Anh đã muốn nhét dần bên trong. Và cuối cùng là màn máy của anh Huy. Anh Huy đang chuẩn bị cắt dân đi dâng bài Summer rồi. Như vậy là Huy sẽ dâng L cho Mạnh Hào. Bệnh sẽ dâng L chim sẻ và chúng ta sẽ có thế hai cung đầu cánh anh em ạ. Thêm mấy hiệu nữa thì bài đấu này. Cái gì này? Tập trung bình luận đi em, đừng chỉ đạo chiến thuật nữa kìa. Okay. Em chỉ đạo câu nào đâu. Ôi dồi ôi. Và như vậy có IA đầu cánh Mạnh Hào ăn tranh, Mạnh Hào và Huy sẽ dâng lên chém IA. Bóng 6 bên phía đối bạn thì người đi dâng A lên đời sớm nhất map. Game thủ Hồng Anh. Thomas.
Thomas. Rồi đây là BL đến từ cái thủ anh Huy. Như vậy là Truy Mạnh đã bắt đầu bị xiên rồi. Đã bắt đầu bị tê ở Hồng Anh bắn vào. Và đây là những tình huống đi ra Nga đến từ cái thủ Hồng Anh. Một bài đấu lên đời rất sớm đến từ con Phonesia. Trong đây cái thủ Hồng Anh ở trận thiếu này có một cung phô và đội bạn đi ra Nga luôn. Chưa chắc còn một con IA, à không, IA đầu cánh ăn tranh, thế thì chỉ có một con cung đi dâng lên, đội bạn dâng hết lên rồi. Thế là thế kiểu đội bạn dâng hết lên để chơi rồi. Trái Nguyễn Hồng nhá, chào anh em. Tham lai Truy Mệnh là 24 đang chọc dẫn lên thủ của anh đây rồi. Và Huy thì đang bị Yamato chơi vào và đang cơ cấu dân để có thể khai thác vàng và mất hai dân dâng L. Sẽ chỉ dân được 1 L đến từ anh Huy thôi. Không đỡ được. Con giò 17 có 1 máu nhá. Huy đang muốn vẻ bắt luôn. Ôi 8 lên đời rồi anh Hào ơi. Làm gì đấy anh Hào? Anh ăn thanh với Per mà phải IA đâu. Đây là Per của Gunny mà. Có T ở đây để bắn đến từ Mạnh Hào rồi. Nhưng nó có lạc đà rồi, chạy đi anh em ơi. Lạc đà ra từ kia, chạy đi. Per lên sớm đi. Tham lai là 24 để cho bài đấu này. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Thịnh và anh Nguyễn Danh Vinh đã gửi tặng sao chim sẻ. Và chào anh Phạm My nhá, chào anh Trần Quang Kính á. Quay trở lại mà nói cái thủ chim sẻ. Sẻ đã có tham lai đó chính là 27/52. Một bài đánh kiểu bo nhỏ gom quân ở trận đấu này thôi. Hào thì đang bị Peria xúc vào. Cái bên này sẽ là Greg Pho và Pho đi ra Nga rồi. Greg lên đời rất muộn. Vấn đề là chúng ta đã bị đội bạn bổ rồi, nhấc hết người. Cảm ơn Việt vui vẻ đã gửi sao cho thủ chim sẻ ạ. Em cảm ơn anh Nguyễn Trung Đức gửi cho em 200k nhá, thank you anh. Thêm chiếc nhà bé nữa đến từ bài đấu này. Thêm một đôi voi và một quả Pơ dâng L. Quay trở lại máy cái thủ anh Huy. Như vậy là Huy đã... Ủa ôi, Pơ này, đúng thế. Huy đang chọc vào bài Yamato phía đối phương. Và ở nhà thì đang bị Pơ xen, cái thủ anh đi quản chạy dân kìa. Ý nó móc vào khe rừng. Tham lai là 24/44 đến từ thủ anh Huy ở trong trận thiếu này. Còn anh Nguyễn Thị Nguyệt đã gửi anh sẻ 75 sao ạ. Đó, nhìn thấy mỏ vàng đấy bạn kìa. Có, bơm đi. Sẻ màu 3. Và tham lai đang ở số là 26/44 dành cho bài đấu này. Huy và đang chỉ ăn với ôm dân bỏ chạy. Đây dân IA này. IA có rất nhiều dân. Hai nhà bên phía đội bạn cánh này đang có màu 3. Khá nhiều chém và vẫn tích được dân. Đây là Huy cũng chưa thể một mình chém cả hai nhà đội bạn một cách nhanh chóng được. Đeo máy của game thủ Mạnh Hào. Bài cầm AC tham lai đang ở số là 14 thôi. Anh mất tham rất sâu rồi. Anh đã bắn được mỏ vàng người cầm Pơ. Mạnh Hào bị Pơ IA quay quảng luôn. Còn vài cung đường đi quản thôi. Rồi lọt rồi kìa. Và 16 về cứu luôn, chơi bên ngoài. Pô về cứu nhà Greg ở trận đấu này. Greg Kamachi đánh chắc nhà, bài đấu lên đời muộn. Đến từ Greg của thủ Kamachi. Chúng ta đang vệ bắt cung đường như thủ ông anh. Tiếp tục vậy. Hay. Pha vệ rất sát và bắt gần như là hết quân của cầm Phonesia trong trận đấu này rồi đấy. Nếu như trong trận đấu này mà chúng ta đẩy được bài Greg của thủ Kamachi thì thế trận sẽ trở về cân. Tham lai đang ở số là 36 đến từ thủ chim sẻ. Một tham lai cũng không quá to dành cho một bài Acilian. Mệnh đã bắt đầu lọt bên trong bài Greg của đội bạn rồi. Và sẻ đang đưa cung R vào trong để xem đối phương có phù hay không. Tham lai là 36/48. Và như vậy là Mệnh báo về màu 6 đã chết hẳn luôn khi mà bị quản dân ở nhà. Phít hết dân đến người cầm màu 6 rồi. Đúng là game thủ Hồng Anh, một game thủ hệ rát chứ giữ dân thì hơi kém. Hồng Anh chết dân hơi nhiều. Màu 5 bay luôn rồi nhá, màu 5 bay luôn rồi đấy. Tham lai đang ở số là 18 rồi bài đấu này. Chúng ta có màn máy của game thủ anh Huy. Tham lai 23. Và đang có 3 nhà BP để cho đủ anh Huy ở trong trận đấu này để khắc chế lại Pơ và IA về phía đối bạn. Tham lai bên mình vẫn đang bị đè, màu 5 vẫn giữ được dân nhá. Màu 5 giữ dân chạy đến 12 giờ rồi. Anh em phải quản 12 giờ rát vào. Không, IA đầu cánh cũng... Nói chung là nó có nhiều dân cũng chưa biết là có chuyển hay không. Nhưng mà nó có khả năng chuyển được. Vâng, Hào tham lai được số 18 đang bắn lại bài Pơ đây rồi. Pơ của ý thủ Gunny cũng đã hết dân. Nhưng quan trọng là lượng quân mà đội bạn tích được là cực kỳ đông.
Hà mà đang rất khổ với những tình huống chém của Yamato bên phía đối phương, và anh đang cố gắng đóng lại A. Huy sẽ phải là bài đấu đánh phù giờ bơm đồ. Nhưng bao 6 đã tạt sang bắn Huy. Thế thì Huy sẽ không có đồ bơm cho Hà nữa. 23-21 thì bài đấu này. Đây là dân của game thủ của màu 7, đó chính là Long Lê, người cầm IA. Đây là máy thủ chim sẻ với tham lai đầu số là 50. Tham lai đang khá to và đang vẩy để bắt quân của người cầm Yamato. Các bạn vẫn có cả lạc đà Persian ở đây nữa. Rất đông chém và lạc đà. Sẻ cũng đang cần đồ trong trận đấu này, và chim sẻ là người bơm đồ, chim sẻ đang ra quân. Sẻ chắc chắn tập này là đông quân rất rồi. Tham lai đầu số là 47 và đang dỉa lạc đà Persian đến thủ gắn đi. Ủa, khả năng sẻ đang chuẩn bị ăn một tơ quay. Lạc đà và ngựa chém đôi bạn đang lao vào tơ này, nhưng cung đờ chúng ta đang cung đờ ra 4. Gandhi đang chết rất nhiều lạc đà của mình. Sau thì huống lao vào cung đờ với thủ chim sẻ. Còn bầu 7 game thủ Long Lê thì tỉnh táo hơn. Anh này thấy sẻ đông nên quyết định không lao vào, bỏ mặc Gandhi chết. Cao Linh Cường Phạm đã gửi tặng sẻ 75 sao. Đây là máy game thủ chim bậy. Đây rồi, đây. Sẻ ngay gần đây này. Ui, nó làm hai quay ruộng sao này. Ừ, bên kia vẫn còn rất đều. Tham lai đội số là 19 dành cho chim bậy và đang chém được dân của người cầm 15. Ô, ngủ này, nó ngủ này. Chém dân nó đi, chém vội đi. Vâng, nó ngủ này, không biết gì đây. Ở bây giờ mới để ý. Chém. Vâng, pha về bắt dân đi thủ chim bậy. Màu 5 chết trung dân tên này đấy. Và màu 6 vẫn ra được quân. Ô, Hồng Anh nó hồi đâu rồi nhá. Và như vậy là Hồng Anh vẫn có tham to ở trận đấu này. Tham chúng ta bắt đầu đè lại một chút. Nhưng vấn đề bây giờ là màu 6 cũng đang hồi nha anh em. Sẻ vừa có pha vẩy bắt dân của đội bạn rất tuyệt vời ở khu vực nhà bên lời chim bệnh, và thêm cả màu 7, màu 6 để ốp nhà của game thủ chim sẻ trong tình huống này với khoanh ruộng. Tham lai đầu số là 57 dành cho game thủ chim sẻ. Đang gọi chim bệnh về đỡ lại cái khu vực khoanh ruộng này cho nó chắc chắn. Vâng, cả màu 5 đến đây luôn, và mình nghĩ là màu 8 Gandhi cũng sẽ có mặt đây ngay sau đây thôi. Không, như vậy là màu 8 đã bị mình hào xích. Ba nhà đội bạn thì mình nghĩ là sẽ vẫn đỡ được. Nếu như vậy ở phía sau thì có thể sổ ra bắt luôn cung của anh thủ Hồng Anh, bởi vì chúng ta là AC đây rồi. Và chim bệnh đang có mặt đây và làm pha vẩy e đến chim sẻ nhưng mất bóng. Màu 5 vẫn đang dình vò phía sau và sẽ tách đôi tân quân mình ra để có thể đỡ cả màu 5, màu 7 và cả màu 6 bên phía đội bạn nữa. Tạm bài là 60 và vẩy e đỡ ruộng. Những con chém Yamato đang lao vào và cả chém Greg trong tay của game thủ Kabachi. Lần này thì cần hết quân để vào hết đây. Và thêm cả màu 6 cây trở lại 1-3 đến từ chim sẻ khi chim bệnh đã đi chỗ khác rồi. Không cần quay lại nữa luôn, và cần 3 luôn, và tỷ số của mình là 1-0 trong buổi tối game này. Rất tuyệt vời. Chiến thắng đã có dành cho game thủ của FPS ở trong trận đấu này, và một trận đấu mà các bạn có thể vừa nhìn thấy một tình huống cân 3 đến từ game thủ chim sẻ, và có một chút sự hỗ trợ đến game thủ chim bệnh nữa. Trận này thì Mạnh Hào bị hai nhà chém cái bên kia quay gần fit luôn, nhưng cái bên này thì chim sẻ đã có chim bệnh đã làm tốt nhiệm vụ của mình để đem về chiến thắng cho FPS, và tỷ số Queen là 1-0 trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3 ngay sau đây thôi. Cái bên này thì có một con gờ đấy của cái thủ Kamachi lại nhảy dây anh em ạ, và đã có chiến thắng nhờ chúng ta. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi, cả nhà mình ơi.